Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà ở quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho quý khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 18m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc, phố chính hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và đặc biệt của căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông rộng lên đến 10m, thuận tiện đến hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với con đường ở phía trước có vỉa hè, cây xanh rất là thoáng và rất là mát, và khu nhà lầu rất là đẹp cũng như khu dân cư rất là cao cấp, thuận tiện đến hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với hàng về một căn nhà được thiết kế với nội thất rất là đẹp cũng như rất là chắc chắn này. Phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng 3 mét để mình để xe gắn máy, và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một bộ cửa cuốn ở phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và đây là khu vực phía bên ngoài của căn nhà. Và căn nhà này thì được cái chịu nhà di chuyển hai lớp cửa ra phía ngoài, cho nên là thuận tiện đến hàng vừa để xe hơi cũng như vừa làm phòng khách thì dưới tầng trệt cũng như mình thuận tiện để ở và mở văn phòng công ty, có thể để kê được rất là nhiều bàn ghế để mình làm việc. Và đặc biệt căn nhà mình thì có vỉa hè để xe máy ở phía trước rất là rộng rãi và thoải mái. Và đây là khu vực không gian phòng khách dưới tầng trệt căn nhà. Sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80 80, hai bên tường cũng được ốp gạch đá cao lên 80 và có đi cho mình những tìm chỉ trang trí rất là đẹp, và hai bên tường cũng được anh chị cũng nhà đóng cho mình, có những cái tủ để mình để giày dép cũng như mũ bảo hiểm. Và di chuyển vào bên trong một chút rồi mình sẽ đến với khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Với căn nhà mình nó có bề ngang lên đến 4m và chiều dài căn nhà là mình lên đến 18m và được anh chị cũng nhà xây dựng cũng như đưa hai lớp cửa ra phía ngoài, cho nên khu vực bên trong này mình vừa làm phòng khách và vừa làm gara để xe hơi rất là rộng rãi và thoáng mát. Và đặc biệt căn nhà mình thì toàn bộ cửa cũng như là nội thất bên trong được làm bằng chất liệu gỗ đỏ rất là bền và rất là đẹp. Đây là khu vực cầu thang căn nhà. Tay vịn cầu thang căn nhà mình thì được làm bằng chất liệu gỗ đỏ cũng như lan can được làm bằng kính cường lực 10 ly. Đối diện thì mình cũng có một cái tủ rượu cũng được làm bằng chất liệu gỗ gỗ sồi chọn lọc rất là đẹp. Và với căn nhà mình được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp, rất là rộng rãi và thoáng mát, và với một con đường thông rộng lên đến 10m thuộc trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh thì thuận tiện để nhà mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán được với tất cả các loại ngành nghề. Và chỉ với giá 10 tỷ 950 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp, nội thất rất là cao cấp, nằm tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, một con đường thông thuận tiện để khách hàng mua ở và kinh doanh buôn bán. Quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đó hàng đi xem. Một căn nhà nó có bề ngang lên đến 4m, chiều dài căn nhà mình lên đến 18m và được xây dựng mới cũng như được đúc kiên cố là một trệt và ba lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình đã có tới 4 phòng ngủ chính, một phòng thờ, phòng giặt cũng như là phòng ngủ vừa vừa ở phía bên trên sân thượng, và mình có tới 6 nhà vệ sinh, thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch, và chỉ với giá 10 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đó hàng đi xem, cũng như để quý hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà vừa ở vừa đầu tư cũng như cho thuê kinh doanh buôn bán được với tất cả các loại ngành nghề. Và với căn nhà đẹp nằm tại một cái vị trí cực kỳ là VIP thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, gần với lại công viên làng hoa, chợ đêm Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây, với một cái diện tích đất rất là đẹp và là khu nhà lầu đồng bộ rất là cao cấp, khu dân cư cao cấp. Và căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày.
Và bây giờ mình sẽ di chuyển đến khu vực lầu 1 của căn nhà. Với căn nhà mình thì được thiết kế mỗi lầu mình sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, được anh chị trong nhà thiết kế rất là rộng và có trừ cửa sổ cũng như giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Thì quý hàng đang xem video nhớ đăng ký kênh để Nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật đến hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Toàn bộ cửa trong căn nhà mình sử dụng bằng chất liệu gỗ cam xe rất là bền và rất là đẹp. Với không gian phòng ngủ thì mỗi phòng ngủ mình sẽ có một cái tủ quần áo được các chị nhà đóng sẵn để tặng kèm. Và mình có cửa sổ cũng như cửa để đi ra ban công phía bên ngoài vui chơi và hóng mát. Đặc biệt căn nhà mình thì lầu 1 mình sẽ có một cái khoảng sân ở phía trước rất là rộng, được các chị kê thêm cho mình có một bộ bàn ghế đá để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát, rất là thuận tiện với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Và là căn nhà được thiết kế với nội thất rất là cao cấp, đặc biệt nằm trên một vị trí cực kỳ là đẹp, thuận tiện đến hàng mua ở và kinh doanh được với tất cả các loại ngành nghề. Và chỉ với giá hơn 10 tỷ thì quý hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại lên thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tín nói hàng đi xem. Một căn nhà nằm tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà nằm gần với trung tâm thành phố cũng như sân bay. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về sân bay thì tầm cỡ khoảng 10 phút và về trung tâm thành phố thì tầm cỡ khoảng 20 phút. Với căn nhà được thiết kế phòng ốc rất là rộng, cũng như nhà vệ sinh rất là rộng, đặc biệt cầu thang căn nhà mình cũng được thiết kế rất là rộng và rất là thoáng. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía sau căn nhà, phòng ngủ số 2 căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có tới 5 phòng ngủ, 4 phòng ngủ lớn và phòng ngủ vừa. Mình có phòng thờ, phòng giặt chúng sân thượng phía trước và sân thượng phía sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc, khối nhà thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Thì trên kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh với nhiều mệnh giá khác nhau thì quý hàng tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình, bạn bè một căn nhà ưng ý. Và như căn nhà này thì nằm trên một cái vị trí cực kỳ là đẹp thuộc đường Lê Văn Thọ, cho nên là cũng đang có một cái giá chỉ 10 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng. Thì quý hàng đang xem video cũng đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà nằm trên một cái vị trí cực kỳ đẹp để ở, đầu tư và mình mua cho thuê, thì quý hàng nhanh tay liên hệ để Nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem, cũng như để quý hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà này để quý hàng mua để dành và mua để mình cho thuê, rất là tuyệt vời, một cái vị trí rất là hiếm thuộc trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, với nội thất bên trong căn nhà cũng được thiết kế với nội thất rất là cao cấp, toàn bộ cửa được làm bằng gỗ cam xe rất là bền. Và sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80. Bên trên thì mình cũng có hệ thống đèn chiếu sáng và những cái mảng tường được các chị ốp 3D cũng như dán giấy trang trí rất là đẹp. Phía trước thì mình đều có ban công, cửa sổ mở ra bên ngoài, cửa sổ 4 cánh rất là thoáng và rất là mát. Với căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, sổ hồng cầm tay thì khách hàng có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng nếu gia đình mình có nhu cầu cần vay thêm tiền để mua căn nhà này, thì anh chị sẽ hỗ trợ cho gia đình mình với mức vay tối đa căn nhà lên đến 80% giá trị của căn nhà này. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, phòng ngủ rất là rộng, nhà vệ sinh rất là rộng và thuận tiện để khách hàng mua ở và đầu tư và mình mua cho thuê, rất là tuyệt vời. Đây là không gian phòng ngủ số 3, cũng như mình sẽ di chuyển ra không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, có 4 phòng ngủ chính, được các chủ nhà thiết kế ná ná giống nhau, và mỗi phòng ngủ mình đều có một cái tủ quần áo tặng kèm, với tủ quần áo được làm bằng chất liệu gỗ đỏ. Và phòng vệ sinh ở nhà mình được thiết kế rất là rộng, đều có vách ngăn tấm kính. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và tiếp tục mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng thờ, phòng giặt cũng như phòng ngủ phía sau căn nhà. Và mình sẽ có phòng sân phơi cũng như sân thượng ở phía trước căn nhà. Với căn nhà nó có hướng là hướng chính bắc, phù hợp thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và căn nhà này thì nằm trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là công viên Làng Hoa, cho nên là thuận tiện với hàng mua ở cũng như là mình vui chơi hàng ngày, ra công viên vui chơi hàng ngày thì rất là thuận tiện.
Căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là khu vực sân thượng ở phía sau của căn nhà. Sân thượng ở phía trước của căn nhà sẽ có một cái phòng thờ ở phía trước và một cái sân thượng để mình ra bên ngoài mình vui chơi và hóng mát, với một cái sân thượng cũng rất là rộng và được các chủ nhà thiết kế rất là đẹp, với cái phòng thờ bên trong và sân thượng phía trước. Cũng như di chuyển ra khu vực phía sau, mình sẽ đến với cái phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này thì phòng ngủ vừa vừa, và mình sẽ có một cái khoảng sân ở phía sau cũng như một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu khu vực sân thượng của căn nhà, cũng là khu vực sân phơi và nhà vệ sinh cũng được các chị của nhà che chắn rất là kỹ càng. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.